Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của kênh Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ sẽ chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, thời tiết từ nay đến cuối năm 2023. Nắng nóng nhiều hơn, bão khó đoán hơn. Những ngày gần đây ở khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong đó tại Điện Biên, Sơn La, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C, như huyện Mường La của Sơn La 42,4 độ C, huyện Sông Mã và thị trấn Yên Châu Sơn La 41,3 độ C, huyện Tương Dương Nghệ An 40,3 độ C. Nhận định về tình hình thời tiết từ nay đến cuối năm 2023, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, hiện tượng ENSO chỉ cả hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa hai bờ phía đông Thái Bình Dương với phía tây của Thái Bình Dương, Đông Ấn Độ Dương để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương đang chuyển dần sang trạng thái trung tính từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023 với xác suất khoảng 80-90%. Sau đó trong nửa cuối năm 2023, ENSO có khả năng chuyển sang pha El Nino với xác suất khoảng 55-65% và có thể kéo dài sang năm 2024. Theo ông Thái, El Nino, hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và đông Thái Bình Dương. Năm nóng đặc biệt là cường độ nhiệt độ tăng cao và bất thường, một năm sẽ không có quá nhiều mưa, các cơn bão bất thường hơn và khó dự đoán hơn. Về nắng nóng, ông Thái dự đoán sẽ xuất hiện sớm, có khả năng gay gắt và có nhiều nắng nóng hơn so với năm 2022. Trong tháng 5 năm 2023, nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn quốc, kể cả ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Đặc biệt, cao điểm của nắng nóng sẽ là tháng 6 và tháng 7 ở Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng 6 và tháng 8 ở Trung Bộ. Trong khi đó, tháng 5 và tháng 6, Nam Bộ sẽ có chấm dứt nắng nóng. Ông Thái nhận định về bão và áp thấp nhiệt đới, ông Thái cho hay, từ nay đến tháng 5, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông. Bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên Biển Đông từ khoảng nửa cuối tháng 6. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, khoảng từ 11 đến 13 cơn bão trên Biển Đông và 5 đến 7 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 và giảm dần từ tháng 11. Về lượng mưa, ông Thái nhận định, mùa mưa bắt đầu tương đương so với trung bình nhiều năm ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc Bộ, lượng mưa có xu hướng thấp hơn đến sấp xỉ trung bình nhiều năm, khả năng xảy ra mưa to dồn dập vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 ở Bắc Bộ, như năm 2022 là thấp. Tại khu vực Trung Bộ, lượng mưa có xu hướng sấp xỉ đến cao hơn so với trung bình trong giai đoạn tháng 7 và tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến tháng 12, thời điểm chính của mùa mưa tại Trung Bộ, thì lượng mưa lại có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm tại khu vực này. Xu hướng thiếu hụt mưa có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa dự báo từ sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều hơn cho các tháng 6 và tháng 9. Tuy nhiên, từ tháng 10 đến hết năm 2023, lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong các tháng mùa lũ, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông ở khu vực Bắc Bộ đến hồ chứa lớn trên lưu vực sông Đà, sông Gâm, sông Chảy thiếu hụt từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm. Từ tháng 4 đến tháng 8 có khả năng xảy ra khô hạn, thiếu nước cục bộ ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi tại các sông như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. El Nino có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ mùa hè. Ai bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhất? Thiếu nước, nắng nóng sẽ ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, đặc trưng của hiện tượng thời tiết El Nino là nắng nóng khắc nghiệt và thiếu nước. Năm 2023, El Nino quay trở lại và được dự báo có thể phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất ở một số địa phương. Bác sĩ Khanh cho hay, thời tiết nắng nóng sẽ tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ. Khi nhiệt độ môi trường lên trên 36 độ C, trẻ khó ăn, khó ngủ, toát mồ hôi, cơ thể thiếu nước, sinh hoạt không điều độ và dẫn đến miễn dịch kém. Đây lại là điều kiện thuận lợi cho một số virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển nhanh và lây lan nhiều hơn. Sau đó, trẻ dễ dàng bị bệnh tật tấn công như các bệnh lý về đường hô hấp, sốt siêu vi, sỏi tay chân miệng. Khi thời tiết mát mẻ trở lại, hệ miễn dịch và thể lực của trẻ cũng sẽ tốt dần lên. Ở các bệnh viện nhi, do thời tiết nắng nóng năm nay đến sớm nên lượng bệnh nhi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022. Dù nay chưa đạt mức thời điểm trước dịch COVID-19, với người lớn tuổi, bác sĩ chuyên khoa cấp 2 Ngô Thế Hoàng, trưởng khoa nội hô hấp Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, lượng bệnh nhân hô hấp thời gian vừa qua có sự gia tăng. Một số thời điểm, khoa phải kê thêm băng ca cho người bệnh nằm tạm vì quá công suất. Theo bác sĩ Hoàng, thời tiết nắng nóng có thể khiến cho nhiều người già bị sốc nhiệt, sức khỏe bị suy giảm. Vào mùa nắng hoặc khi thời tiết thay đổi như mùa mưa sắp tới đây, sẽ có một đợt bệnh nhân bị viêm phổi vào viện. Bác sĩ Hoàng dự báo, El Nino khiến dịch bệnh phức tạp hơn. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, El Nino ảnh hưởng mạnh mẽ đến nền nông nghiệp,
nắng hạn hán gây ra mất mùa và khiến nguồn lương thực bị thiếu hụt. Đây cũng có thể là mối liên quan khiến cho tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở một số nơi trên thế giới tăng hơn trong thời điểm El Nino xuất hiện. Trả lời câu hỏi hiện tượng thời tiết cực đoan có khiến dịch bệnh phức tạp hơn hay không, bác sĩ Khanh cho rằng riêng với sốt xuất huyết, các nghiên cứu cho thấy dưới tác động của biến đổi khí hậu, loài muỗi có thể bay xa hơn và gây bệnh rộng hơn. Tuy nhiên, dù có xảy ra hiện tượng El Nino hay không, sốt xuất huyết và các bệnh truyền nhiễm phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vệ sinh môi trường, khi thiếu nước và hạn hán, khả năng diệt muỗi và côn trùng khi mưa trở lại, tỷ lệ tiêm phòng vaccine, thiếu hụt yếu tố nào cũng có thể khiến cho bệnh tăng hơn ở khu vực địa phương đó, bác sĩ Khanh nói. Cẩn trọng với nguy cơ sốc nhiệt ở trẻ nhỏ. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, khi điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, phụ huynh cần lưu ý nguy cơ sốc nhiệt ở trẻ em. Đây là tình trạng thân nhiệt quá mức khoảng 40 đến 41 độ C khi nhiệt độ trong môi trường tăng cao, cơ thể không có khả năng tản mát nhiệt nội sinh, có thể gây ra tử vong. Để phòng ngừa, trẻ nhỏ nên vui chơi hay tập luyện trong môi trường thoáng mát, cho trẻ mặc quần áo nhẹ, mỏng ngắn tay màu sáng, đội nón rộng vành, cho trẻ uống thêm nhiều nước, tránh tập luyện quá sức ở ngoài trời nắng. Nếu trẻ cảm thấy khó chịu, ngừng ngay việc luyện tập và vào nơi có bóng mát để nghỉ ngơi. Nếu trẻ phải thường xuyên luyện tập, học tập ngoài nắng thì giới hạn mỗi ngày luyện tập từ 20 đến 25 phút, tối đa 45 đến 60 phút trên ngày. Nhà trường cần thiết kế sân chơi tập luyện thể thao thoáng mát có mái che. El Nino thường làm giảm mưa 25-50%, tác động đến Việt Nam 2-3 năm tới. Kính thưa quý vị và các bạn, ngoài nắng nóng gay gắt hơn thì El Nino thường xuyên gây ra thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước, với phổ biến ở mức từ 25-50%. Sáng ngày 17 tháng 5, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin về hiện tượng El Nino và những tác động đến Việt Nam cần lưu ý. Theo ông Khiêm, sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây ra mưa lũ lớn, El Nino đang chuyển sang trạng thái trung tính. Dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất từ 70-80%. Ông Khiêm cho biết trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường, nắng nóng có thể nhiều hơn, gay gắt hơn và khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Đồng thời, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung vào giữa mùa, tính chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây ra thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích trên cả nước với mức phổ biến từ 25-50%. Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu cần dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn hán mặn kỷ lục vào năm 2015, 2016 và 2019-2020, ông Khiêm nói. Ông cũng cảnh báo trong điều kiện El Nino, lượng mưa có xu thế giảm nhưng cũng có thể xuất hiện kỷ lục về lượng mưa lớn trong 24 giờ. Ví dụ như năm 2015 có El Nino nhưng tại Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn lịch sử vào cuối tháng 7, hay là năm 2009 xuất hiện cơn bão số 9 Ketsana đã đi vào địa phận của tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, cũng đã gây ra một đợt lũ lớn. Lũ lịch sử vào cuối tháng 9 năm 2009, đỉnh lũ năm 2009 tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt mức báo động 3, ngập lụt nghiêm trọng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum. Do đó, bên cạnh ứng phó với thời tiết thiếu nước, khô hạn trong điều kiện El Nino, thì chúng ta cũng không được mất cảnh giác với khả năng xảy ra mưa lũ bất thường như từng xảy ra trong những năm El Nino trước đây. Với khả năng cao xuất hiện của El Nino, thì chúng ta cần giả soát đánh giá nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt để có thể có điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, đặc biệt là đối với vụ hè thu ở Bắc Trung Bộ, Trung Bộ hay các khu vực có hoạt động phát triển du lịch lớn trong những tháng mùa khô 2023. Các hồ chứa cũng cần xem xét có điều chỉnh kế hoạch vận hành, sản xuất để ứng phó với nguy cơ thâm hụt lượng mưa trong điều kiện El Nino, ông Khiêm nhấn mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.